Yoshirinrada hồi sinh sau khi bị giày vò thể xác thành gia nhân chuyển giới đẹp nhất Thái Lan. Yoshirinrada Thurapan là một trong những mỹ nhân chuyển giới quyến rũ xinh đẹp và nổi tiếng nhất làng giải trí Thái Lan. Thiên thần chuyển giới thay đổi phong cách thời trang gợi cảm táo bạo. Năm 2017, Yoshirinrada Thurapan giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 Miss Tiffany Universe sau khi vượt qua 29 thí sinh khác trong đêm chung kết. Khi đó, cô mới 20 tuổi và tiến hành chuyển giới gần 2 năm. Chiến thắng của cô hoàn toàn thuyết phục và được mọi người ủng hộ. Trước đêm chung kết, Yoshirinrada Thurapan đã được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu. Chiến thắng của cô hoàn toàn thuyết phục và được mọi người ủng hộ. Yoshirinrada Thurapan sinh năm 1997, sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, đôi mắt đẹp, gương mặt thanh tú từ khi còn là một cậu bé. Dù mang dáng vóc của một chàng trai, nhưng Yoshirinrada Thurapan đã sở hữu tâm hồn của một thiếu nữ và khát khao làm con gái từ khi còn nhỏ. Yoshirinrada thừa nhận bắt đầu có suy nghĩ giống như một phụ nữ ngay từ năm 12-13 tuổi. Tôi không thích những món đồ chơi mà cha mang về, tôi không hứng thú với bóng đá mà chỉ thích nuôi tóc dài, Yoshirinrada kể lại. Năm 14 tuổi, Yoshirinrada quyết định thay đổi cuộc đời mình và bắt đầu quá trình tiêm hormone nữ. Khát khao làm phụ nữ của cô may mắn nhận được sự ủng hộ của người thân. Yoshirinrada Thurapan có quyết định táo bạo khi tiến hành chuyển giới vào năm 18 tuổi dù biết rằng việc chuyển giới sẽ làm giảm tuổi thọ. Quá trình chuyển giới đầy đau đớn về thể xác nhưng lại khiến Yoshirinrada thấy hạnh phúc vì được là chính mình. Với nhiều phụ nữ, họ được sinh ra là chính họ. Còn tôi, từ ngày chào đời, tôi đã là một cậu bé trong vỏ bọc hình hài của một chàng trai. Tôi chỉ muốn làm những điều bản thân cho là cần thiết và tốt nhất cho chính mình. Nỗi đau nếu có, chỉ có mình tôi cảm nhận, Yoshirinrada nhớ lại hành trình chuyển giới. Sau khi trở nên nổi tiếng, Yoshirinrada Thurapan được truyền thông Thái Lan gọi là thiên thần. Có thông tin cho rằng vẻ đẹp của Yoshirinrada là nhờ giao cáo thẩm mỹ và người đẹp thừa nhận cô từng phẫu thuật nâng ngực, sửa môi. Những đường nét còn lại hoàn toàn là tự nhiên. Trước khi trở thành hoa hậu chuyển giới, Yoshirinrada từng hoạt động nghệ thuật và là hot girl trên mạng xã hội Thái Lan. Năm 2014, cô trở nên nổi tiếng nhờ thành công của series phim truyền hình Love Sick The Series. Yoshirinrada lúc này trông đã rất nữ tính và dịu dàng, dù cho ở thời điểm đóng phim cô chưa phẫu thuật chuyển giới. Song song với công việc của một diễn viên, người mẫu ảnh, Yoshirinrada còn là sinh viên khoa truyền thông phát thanh truyền hình của Đại học Bangkok, Thái Lan. Với vẻ ngoài xinh đẹp nữ tính, cô còn là gương mặt quảng cáo cho một số nhãn hiệu và tham gia thêm một số tác phẩm truyền hình khác như Little Things Rock. Sau khi giành danh hiệu Hoa hậu chuyển giới Thái Lan năm 2017, Yoshirinrada được chọn là đại diện của Thái Lan tham dự cuộc thi Nữ hoàng chuyển giới quốc tế 2017 và đăng quang ngôi vị Á hậu. Người chiến thắng tại cuộc thi năm đó là người đẹp chuyển giới Hương Giang của Việt Nam. Chiến thắng liên tiếp tại các cuộc thi nhan sắc giúp sự nghiệp của Yoshirinrada thêm thuận lợi. Cô được mời tham dự nhiều sự kiện, chụp hình cho nhiều tạp chí, tham gia các show truyền hình. Cô còn thử sức nhiều lĩnh vực như làm YouTuber, kinh doanh buôn bán. Người đẹp chuyển giới được so sánh với Angela Baby, mỹ nhân lai xinh đẹp của màn ảnh Hoa ngữ vì vẻ ngoài ngọt ngào trong veo. Nói về hành trình lột xác và thành công của mình, Yoshirinrada ngạn ngào chia sẻ: "Ai phẫu thuật chuyển giới cũng phải chịu những đau đớn về thể xác, tôi cũng không ngoại lệ nhưng tôi chấp nhận đau đớn đó để được là chính mình. Với tôi không có gì hạnh phúc hơn điều đó, vì không được sống với cơ thể mình mong muốn mới là bất hạnh. Tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc bị giảm tuổi thọ do phẫu thuật, tôi muốn sống vui vẻ, được làm những việc mình thích mỗi ngày, thế là đủ." Trong những năm gần đây, Yoshirinrada hoạt động rất năng nổ và chăm chỉ trong showbiz Thái Lan. Thông qua mạng xã hội, thiên thần chuyển giới Thái Lan có lượng fan đông đảo trong và ngoài nước. Cô liên tục cập nhật những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân và chịu khó tương tác với fan. Thiên thần chuyển giới Thái Lan cũng vài lần tới Việt Nam tham dự sự kiện và nhận được sự quan tâm của người hâm mộ cũng như giới truyền thông. Giống như nhiều người chuyển giới khác, Yoshirinrada cũng phải đối mặt với những áp lực và những lời miệt thị soi mói. Song với người đẹp sinh năm 1997, những lời chê bai không khiến cô gục ngã hay từ bỏ ước mơ của chính mình. Tôi chỉ cần sống cho chính mình là đủ, cô khẳng định. Mỹ nhân chuyển giới cũng ước mơ có một người đàn ông yêu thương và cùng cô xây dựng tổ ấm. Với tôi, chuyện có một đám cưới rầm rộ không quan trọng. Tôi chỉ mong chúng tôi có thể sống hạnh phúc và vượt qua những áp lực dư luận cùng nhau. Yoshirinrada hé lộ mơ ước về một nửa kia của mình. Mới đây, Yoshirinrada gây sốt với video tạo dáng uyển chuyển trên du thuyền. Trong bộ váy hồng sặc sỡ, người đẹp khoe trọn vóc dáng thon thả, bao vòng quyến rũ và đôi chân dài thẳng tắp. Sau 3 ngày đăng tải trên TikTok, những khoảnh khắc gợi cảm của Yoshirinrada đã đạt hơn 2 triệu lượt xem và thu về hàng nghìn bình luận tán thưởng. Phần lớn ý kiến đều cho rằng sau vài năm chuyển giới, Yoshirinrada vẫn giữ được ngoại hình nữ tính và ngày càng quyến rũ xinh đẹp. Cô cũng là hình mẫu lý tưởng của nhiều người đẹp chuyển giới tại Thái Lan và các quốc gia vùng lãnh thổ khác.